Xin chào mọi người, đây là đàn chó con của Loki và Faye. Mấy ngày nắng liền thì đến ngày hôm nay thì buổi chiều nó mới hửng, cuối buổi chiều nó mới hửng được một lúc trời tạnh cho nó ra để quay video để cho các chủ ngắm. Đây bây giờ bởi vì là trời nó mưa ẩm cho nên là không có lòng người cho chúng nó 3-4 ngày hôm nay rồi. Con nghịch bẩn người nó đang bẩn đây này, đang có con bẩn con sạch. Thì quay video hôm nay là để các chủ chọn qua mặt của các con chó thôi nhá. Mình sẽ đeo dây và quay video cho từng con. Ok, từng đứa một. Đứa đầu tiên nằm gần nhất. Nào, ui giời. Được. Ok. Đây là con đực đầu tiên. Đực đầu tiên đeo cho nó cái dây màu xanh này đây. Đeo cho em đực này dây màu xanh. Đây này em đực đầu tiên nhá. Nào, anh xem nào. Cái vòng này không cần phải nới gì đúng vừa. Phải hơi nới một chút. Đây để cho mọi người nhìn cái khuôn mặt của nó. Nhìn cho nó trong cái lúc chỉnh vòng. Xanh đấy, em đầu tiên chỉnh cho cái vòng cho em cho nó rộng ra một chút cho nó đỡ kích. Mọi người ngắm kỹ chó và chọn được em nào ưng ý là em đấy sẽ đeo cái vòng này đến khi lớn lên, đến khi về nhà mới nhé. Vòng này hôm nay là màu vòng là sẽ đến khi về nhà mới đấy. Ok, xanh được. Đủ 2k à? Nào, quay đây. Để xem nào. Đây là em xanh đầu tiên. Xanh số 1. Được. Rồi tí nó quay cho nó chơi thì mọi người sẽ quay, bây giờ mọi người chỉ chọn mặt thôi. Nhìn cái mặt của con chó để mọi người nhìn xem kỹ cái mặt của con chó. Ok, em vào trong. Con này đều gái rồi. Cho được hết một lượt rồi sau mới đến cái để cho dễ chọn. Đây là em được thứ hai. Yên lặng vì bác đang quay video. Đây là nâu đực số 2. Đực số 2. Ok, số 2. Răng rất tốt. Ôm khít. Lông ngắn. Nhưng mà người đang bị bỏng. Đây, nhìn cái mặt của em. Mặt nó không thực sự tự nhiên đó. Được số 3. Mimi vào trong đi Mimi. Nới
giới hẳn ra cái vòng cổ ra cho nó rộng. Em quay mặt vào màn hình kìa. Bộc số 3 da cam. Đường dài thế nhỉ. Răng xuất sắc. Được số 3. Răng xuất sắc, đẹp dai, lông ngắn như được số 2. Số 3 và số 2 nhìn rất là giống nhau. Cực kỳ giống nhau và lớn lên sẽ giống bố đấy. Còn hai ông đực này mà hai ông ấy trốn quá. Ông này nghịch bẩn như con ma. Đực số 4. Mặt cũng giống như là số 2 và số 3, rất giống nhau. Giống nhau đến 95-97%, tức là gần như là khó phân biệt. Rất là giống nhau. Đồ ca. Răng xuất sắc. Ba con răng xuất sắc. Con đực số 1 thì con đực số 1 là cái răng của nó chưa thực sự ôm khít. Hàm trên nó còn đang hơi cách một đoạn một tí với lại hàm dưới. Nhưng mà ba con đực tiếp theo thì răng đều là xuất sắc. Em người em bẩn như ma này. Đực bẩn hôm nào ấy vào mai lau nhá. Hy vọng là mai trời nó tạnh, nó khô tạnh thì mới dám lau, chứ mà trời mà nó vẫn cứ ẩm ướt thì lau là sợ nó bị ẩm quá là có thể nó bị viêm phổi. Rồi nắm tiếp em đực số 4. Đeo cho em màu dây màu. Màu này màu này là chắc là gọi là nâu nhạt. Dây hình mặt cười. Dây hình mặt cười. Smile. Rồi. Ba thằng rất là giống nhau. Ngắm thằng này cũng ra hai thằng kia. Rồi, em vào đây. Còn một thằng anh hùng núp đâu rồi? Tờ. Ông này ông ấy núp. Núp trong mấy đứa con gái nó cứ lượn liên tục. Tìm nó để quay cho con được thứ năm mà. Mà nó chuồn. Gớm quá đi. Hả? Gớm quá. À, em được số 1 này và em được số 5 này là giống nhau. Là cái hàm răng nó chưa thực sự ôm khít nhau. Hàm trên chưa thực sự ôm khít hàm dưới. À, có một cái khoảng cách. À, em 2, em 3, em 4 thì răng đều ôm khít. À, cây vẹt trắng nó bay hết rồi đấy. Cho em một cái màu đỏ nhé. Nhanh không tối nè. Bây giờ là gần 5 giờ rồi. Gần 5 giờ chiều rồi. Nó hửng được một lúc. Còn nó mưa nguyên buổi sáng đến trưa. Đến đầu giờ chiều nó mới hửng. Rồi. Được số 5. Màu... dây màu đỏ kẻ trắng. Rồi, năm thằng được. Bây giờ đến là cái nào. À. Ra đây nào. Vào phút rồi, mới 11 phút.
cái đầu tiên, cái số 1. Đây, con của Loki này, rất là giống Loki luôn. Giống quá nhỉ. Răng của em xuất sắc. Đeo cho em cái màu hường. Đầu tiên, con gái đầu tiên. Đeo dây màu hường nhá. À. Đấy, đeo vào cũng hơi chật một tí. Cái số 1. Ok. 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 Cái 1 màu hương. Rồi. 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 Đứa thứ hai. Ồ hô. Đứa thứ hai thì răng không ôm khít hẳn như là thằng đực số 1 và thằng đực số 5. Cái số 2. Ok. Mặt này thì lớn lên là xinh ngại. Cho em màu tím nhá. Đứa hồng rồi bây giờ đến đứa tím. Nào, đứa nào hầm hè gì nhau đấy. Nào, đeo vòng cho em nào. Rồi. Tím mộng mơ. Tím mộng mơ. Cái số 2. Ở rất là sạch, không có để chúng nó dính bẩn vào. Mấy đứa kia thì bẩn. Mặt này là mặt giống bà Pila đây này. Mặt kiểu giống thằng nội. Răng thì lại không được tốt bằng cái con số 1. Số 2 đây nhá. Ôi trời. Ôi trời. Số 3. Cái số 3. Đứa nào trong tivi kìa. Hả? Đứa nào đấy? Đeo vòng cho em nhé. Rồi, bộ răng ôm khít. Con số 3 như con số 1. Cái này là có hai cái dây màu tím rồi. Một cái là màu tím đậm và một cái này màu tím nhạt. Một cái tím kẻ sọc. Một cái màu tím kẻ sọc, còn cái này là không, tím không có kẻ sọc. Vậy là cái số 3. Nó sẽ không bị nhầm lẫn về sau giữa các cái con chó với nhau. Dù là nó có bị nhạt màu, nó cũng không bị nhầm lẫn. Cái số 3. Như một con hổ vậy. Hả? Hả? Trời ơi.
nằm dính hết bết hết cả lông vào. Con cái số 4. Rồi 2 3. Ở cái số 4 hiện tại bây giờ răng cũng đang ôm khít. Cái số 4. Ôi, quay cái video mới còn cun con mà cứ về nhà cứ khách vào liên tục. Bây giờ người ta toàn mua bán đồ marketing tận nhà thôi. Toàn marketing tận nhà. Mà người lạ vào là chó sẽ sủa. Từ con chó to đến con chó nhỏ, con cọc nó sẽ sủa mạnh. Con nuôi cả mấy bông cọc nữa. Còn bọn rốt thì mọi người sẽ không thấy nó sủa đâu. Nó biết chủ ở đây là nó không có thèm sủa. Cái số 4. Dây xanh lá cây, xanh hoa. Ba cái rất là giống nhau. Bây giờ quay cho nó chơi tung tăng tí, để cho nhìn mặt lại cho nó một tí. Hey. Được. Xanh đầu tiên đây này. Đây là ở nhà này. Đây. Cả một dàn luôn. Hey. Đấy, ai bảo là cho con không biết sủa đây nhá. Bây giờ nó mới là 30 mấy ngày, còn chưa được 40 ngày đấy. Đã thấy nó sủa dọa rồi, nghe mọi người nghe thấy không? Đây, khi mà nhìn như này thì sẽ nhìn thấy đàn cho con nó cực kỳ giống nhau. Cho ra ngoài chơi nhá. Đây. Nào. Đi ra chơi đi. Ra ngoài đi. Phải rồi. Chui hết ra ngoài. Còn đứa nào không ra nữa, ra đây. Nào. Nào, ra đây nào. Lần đầu tiên đeo cái vòng cho nên là nó còn đang thì lạ. Đi ra đây. Để cho mọi người nhìn tất cả các con chó con nó đều vận động chắc chắn. Và nhìn cái dáng vận động của các con chó con dù nó còn rất bé này, là nó nhanh. Nó có một cái độ vận động, nó có một cái độ nhanh. Chứ không phải là vì nó bé nó chưa thực sự vững mà nó đi ù ù. Nó rất là nhanh đấy. Tất cả nó đều nhanh. Cho nên là ngắm là đấy, chơi đấy. Ngắm là nhìn mặt ở trong video lúc ban đầu ngắm thôi. Đây đang bám chủ này. Đang bám chủ. Để chơi với chúng nó một tí vậy. Ơi. Không. Ra
lột cho nó luôn. Khó chịu hả? Leng beng khó chịu hả? Để dứt hết mấy cái chuông rồi nhá. Để mấy cái chuông rồi đi. Nó hết cái leng keng long cong đây. Đỡ bịch. À. À, long toan đi. Long toan. Ra đây nào. Thu ra đây nào. Sao lại đứng mua mấy con gái à? Hả? Cả em. Đây là một đứa con gái chạy theo. Còn lại mấy đứa con gái ở bên kia. Hả? Có chiếc này. Nhờ. Các bạn đi vào đây nhá. Nhờ. Tiện cho chúng nó ăn luôn một bữa bên ngoài này để cho mọi người xem cái bữa ăn của chúng nó. Quay cho nó ăn tí mà đến giờ loa truyền thanh phát rồi nên là thôi vậy, không quay cho nó ăn nữa mà cho nó ra chạy chơi một tí là nó chán, nó mệt, nó buồn ngủ rồi đây. Đây mệt buồn ngủ rồi đây. Chào mọi Hương nhá, gái này, gái mà nhìn trông như là đực vậy. Khánh ra chơi với em bé hả? Ra chơi với em bé, xoa em bé cái đi. Rồi tí nữa rồi rửa tay. Em bé hôm nay người đang bẩn, ngồi xuống. Khánh ngồi xuống chơi với em bé đi, chạy đâu rồi. Ra hẳn đây này, ra hẳn chỗ em bé ngồi. Ra hẳn sát vào chỗ em bé. Ngồi giữa. Túm ở đây. Đây. Kệ em, đi tránh em ra, đừng dẫm vào em mà được. Em nó còn bé tí, còn bé hơn Khánh nhiều. Đấy, ngồi xuống đấy. Xoa em nào thì xoa. Đồ ăn còn cái gì thì cho nốt vào mồm ăn. Chứ không tí nó xoa là không có ăn đâu. Xoa là phải rửa tay xong mới ăn đấy. Bởi vì người em đang bẩn. Ngồi xuống xoa chơi với em tí. Sợ. Chơi với em tí này để bác quay video cho Khánh này. Khánh ơi, ngồi xuống chơi với em tí. Đổ vào cái gì cho nó ăn. Thôi để cho chúng nó ăn luôn vậy. Đang buồn ngủ lắm rồi, cho ăn luôn đi, vệ sinh xong rồi cho vào trong chuồng. Tiện trong thời gian chờ đợi xịt sạch chuồng cho chúng nó. Sạch chỗ ở. Nhiều lông lắm, từ từ. Thì cái chuồng tầm này là tầm bắt đầu nó thay một cái lớp lông gọi là lông lớp cái lông ở cái lúc sơ sinh xong một cái lớp lông đầu tiên. Nó dụng cái lớp lông sơ sinh đầu tiên, thế cho nên là có mấy con mà cái lông trắng ở ngực đến bây giờ nó không còn nữa. Đây. Em ngồi xuống. Không có em nào còn đốm trắng ở ngực nữa đâu. Tí nữa, chờ tí rồi ăn, đi vào đây nào, ra đây nào. Chờ một tí, đang chuẩn bị đồ ăn, chờ tí nhá. Chờ tí rồi ăn, đây, ngồi. Nó thấy chủ ngồi nó ngồi quay kín ở quanh. Nhảy lên đùi ra. Đứa nào đi tè thì đi tè đi. Đi tè xong nào, mâm mâm nào. Mâm 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 mâm
Đâu rồi, nhanh không, chúng nó ăn hết kìa, khẩn trương. Ăn nhanh không, nó ăn hết. Ừ, chưa biết, bởi vì không cho ăn ở đây. Còn một thằng này chưa biết. Đây, vào đây. Vào đây khẩn trương này. Gái vào đây, gái ăn đi, không là hết. Không ăn là hết đấy, chúng nó ăn hết đấy. Ra cái chân của chúng nó, ra cái chân, mọi người nhìn cái chân, bộ chân của chúng nó, tất cả chân nó đều khỏe. Người đang bẩn, đang dính này, mai phải lau. Nó khô, hy vọng nó khô rồi mai lau. À, mà bật đèn sưởi thì cũng vẫn lau được. Lau ướt xong rồi lau khô. Đây là có 3-4 con nó nô nhau, không, nó nằm dính vào. Còn có mấy con thì người vẫn sạch. Có con gì đây? No rồi. Cứ cho nó thêm. Còn bao nhiêu cứ cho nó thêm. Hôm nay cho ăn sớm hơn. Cho ở chỗ thằng cho ở chỗ con màu hồng này, con màu hồng này ăn sau này. Bụng vẫn đang hoát này, mấy con kia thì bụng no lắm rồi. Ăn no rồi chuẩn bị lượn loanh quanh rồi đi. Ị xong ở đây rồi hãy vào. Đây là thịt xay. Thằng kia nó ăn no rồi xong nó ra nó nằm ngủ, nằm luôn chỗ luôn. Con này ăn chậm hơn, nó ăn trước, ăn tập trung. Thằng nào đây? Thằng vàng. Vàng cười được. No rồi hả? Em no rồi hả? Xanh được số 1. Ăn no rồi. Mấy đứa này là mấy đứa vào ăn sau hoặc là ăn miếng bé nên là vẫn đang còn đang vét nhiệt tình. Thằng nào no thằng ấy dừng. Chân cẳng thì khỏe thôi. Ra cái nền này bởi vì cái đàn này nó vào đúng cái đợt mưa. Bình thường là chúng nó ở trên sàn. Ra cái nền này chúng nó với chúng nó là cảm giác nó có độ trơn, cho nên là cái chân của chúng nó đứng này, chúng nó phải đứng, nó phải xòe ngón ra cho nó rộng này, chứ bình thường là nó sẽ đứng trụ vài ngày thôi. Nó chỉ cần ấm lên khoảng 1 tuần liền thả ra chơi thì nó sẽ đứng vững chắc, cái chân nó sẽ trụ lại. Cái giải màu, dạy màu từ sớm, giải màu đều. Cắt nốt đi. Đây, mấy đứa cùng sang một bên này. Ăn là cùng một bên. Đúng rồi. Ăn là cùng một bên đi. Nào.
Đúng rồi, bên đấy vẫn ăn được. Ui sổ nó dính đầu này, nó dính lên trên đầu này. Ui ăn no lắm rồi. Đây, ăn ở bên đấy. Ok. Mấy ngày nó mưa thì đến hôm nay nó khô được đúng một nửa buổi chiều thì mới quay được, quay hơi muộn. Đây là quay trời không có nắng nhé. 5 giờ chiều, 5 rưỡi rồi, đài truyền thanh phát rồi. Mà nhìn cái giải màu của chúng nó vẫn dậy, cái giải màu. Tức là cái màu của nó rất là sẫm màu đấy. Chứ nó không phải là màu nhạt đâu. Đây. Ok, để cho nó qua cái đợt mưa phùn này đi. Nó sang đến mấy cái ngày mà nó khô nắng liên tục thì sẽ quay vài cái video của chúng nó để cho các chủ theo dõi chó. Ăn xong ra ngủ rồi. Ok, xin chào tất cả mọi người. Máng vét hết rồi. Tầm này là phải cho ăn cái máng này rồi, chứ cho ăn cái khay tròn kia nó không đủ. Không đủ cho từng đây con đứng. Mà cái khay tròn to có một cái thôi. Nó đắt tiền quá, không muốn mua cái thứ hai. Tiếc tiền. Cái bé thì không đủ. Cho ăn cái máng này. Ok. Xin chào tất cả mọi người nhá. Cái